Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, Bình Định cũng như là Hải Phòng đang có cùng 26 điểm và đang bám đuổi đội đầu bảng xếp hạng là Hà Nội FC hiện đang có 31 điểm. Chính vì thế, đôi bên đều không muốn đóng vai kẻ chiến bại ở trên sân Quy Nhơn để rồi mất đi lợi thế trong việc áp sát đội dẫn đầu. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đang có phong độ cực tốt với chuỗi 5 trận bất bại nếu như tính trên cả mặt trận cúp quốc gia họ vừa mới loại Viettel tại cúp quốc gia ở trên chấm phạt đền. Tại V-League thì đội bóng đất võ đã gây sốc lớn khi mà đánh bại được cả Hà Nội FC với 3 bản không gỡ, thắng Bình Dương với tỷ số 4-1, hạ Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với cùng tỷ số 2-1. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ở trận đấu tối nay chính là Hải Phòng FC, một đội bóng cũng không phải dạng vừa với 4 trận thắng trước SHB Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận lượt đi, Bình Định đã phải hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trên sân Lạch Tray. Đó là một trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chơi bóng rất tưng bừng và cú đúp của Rimario cộng thêm với pha làm bàn của Hải Huy đã khiến cho đội khách phải ra về trắng tay. Thời thế đã đổi thay khi mà Bình Định có những sự tăng cường đáng kể. Đáng chú ý là sự góp mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm cho đến thời điểm này, Đặng Văn Lâm đang cho thấy anh thực sự đáng đồng tiền bát gạo với những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trong thời gian qua. Điểm tựa trong khung thành đã giúp cho các cầu thủ phòng ngự như là Đình Trọng, Thanh Hào chơi tự tin hơn rất nhiều. Sự thăng hoa của các cầu thủ đất võ sẽ là thách thức lớn đối với Hải Phòng FC, vốn không có được sự phục vụ của tiền đạo Jimmy Linh do dính thẻ phạt. Tuy vậy, câu lạc bộ Hải Phòng cho thấy rằng mình là một đội bóng không thể xem thường ở mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, câu lạc bộ Hải Phòng đã thi đấu rất hiệu quả, đẹp mắt dù rằng lực lượng không phải là quá mạnh. Đội bóng tới từ thành phố Hoa Phượng Đỏ chơi rất linh hoạt, ngay cả khi họ không có huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở trong cabin huấn luyện. Tuy nhiên, trước mặt họ là một Bình Định đang tràn đầy khát vọng bám đuổi ngôi đầu. Trận cầu trên đất Quy Nhơn xứng đáng để kỳ vọng và cuộc so giày giữa Bình Định và Hải Phòng sẽ thết đãi người xem một buổi tiệc no mắt. Với mức đầu tư của mình ở trên thị trường chuyển nhượng, Vị trí thứ hai hẳn chắc là chưa thể làm cho đội bóng Đất Võ cảm thấy thỏa mãn. Mục tiêu của câu lạc bộ Bình Định chính là ngôi vô địch. Muốn chạy đua đường dài với Hà Nội FC, câu lạc bộ Bình Định buộc phải chiến thắng ở những trận cầu quan trọng như là màn đối đầu với câu lạc bộ Hải Phòng. Phong độ của Đặng Văn Lâm là cơ sở để cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có thể tin tưởng vào 3 điểm ở vòng đấu này. Có thể nói Đặng Văn Lâm chính là thần tài của Topland Bình Định. Theo một cách nhìn khác ngoài khía cạnh chuyên môn, Đặng Văn Lâm dường như là đang giúp cho câu lạc bộ Bình Định may mắn, thăng hoa hơn kể từ khi anh trở lại Việt Nam để đầu quân cho đội bóng đất võ. Sau khi Bình Định nhận thất bại 0-1 trước Hà Nội FC ở vòng 11 V-League vào ngày 6 tháng 8, thì cũng là lúc mà dư luận bắt đầu xôn xao với thông tin là Đặng Văn Lâm sẽ trở về Việt Nam để gia nhập một câu lạc bộ ở V-League, mà nhiều khả năng sẽ chính là Bình Định. Và kể từ lúc đó tới nay đã tròn một tháng trôi qua, đội bóng đất võ vẫn chưa nhận bất kỳ một trận thua nào. Nếu không kể trận đấu với Hải Phòng hôm nay thì đừng nói đến thua, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng không biết hòa và thậm chí là còn có những chiến thắng cực kỳ bất ngờ. Sau hai trận thắng với cùng tỷ số 2-1 lần lượt trước Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Bình Định tiếp tục khiến cho người hâm mộ phải nức lòng với hai chiến thắng khó tin ở vòng đấu thứ 14 và 15. Paris Saint-Germain Việt Nam đã đánh bại được Bình Dương với tỷ số rất đậm là 4-1 ở sân nhà Quy Nhơn, trước khi hạ gục đội Hà Nội FC với 3 bàn không gỡ ở trên chính sân hàng đấy. Có thể nói sự có mặt của Đặng Văn Lâm phần nào đó đã mang đến sự may mắn cho câu lạc bộ Bình Định. Đội bóng đất võ từ nhóm giữa đã bứt phá mạnh mẽ với 4 trận thắng liên tiếp ở V-League để leo lên vị trí nhì bảng với 26 điểm. Thầy cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng giờ đây đang là ứng cử viên nặng ký để cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội FC. Đội bóng hiện đang đứng đầu bảng với 31 điểm. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, những sự đóng góp về mặt chuyên môn của Văn Lâm là điều có thể thấy rõ. Sau khi bỏ lỡ hai cơ hội ra mắt đội bóng mới vì dính Covid và chấn thương, Lâm Tây đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong trận mà câu lạc bộ Bình Định có chiến thắng gây sốc với tỷ số 3-0 trước Hà Nội FC. Cựu thủ thành của Cerezo Osaka đã ra vào cực kỳ hợp lý, tỏ ra rất chắc chắn trong khung thành. Sự uy tín của Đặng Văn Lâm dường như cũng giúp cho các cầu thủ của Bình Định cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi mà chơi bóng, bởi sau lưng họ đã có một chốt chặn rất đáng tin cậy. Bên cạnh đấu trường V-League, Văn Lâm còn trực tiếp góp công vào thành tích của Bình Định ở Cúp Quốc gia. Sau khi giữ sạch lưới sau 90 phút thi đấu chính thức, thủ thành sinh năm 1993 lại tiếp tục tỏa sáng khi truy cản thành công một quả 11m để giúp cho đội bóng đất võ giành chiến thắng trước Việt theo với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu, qua đó lọt vào bán kết với sự may mắn cùng với đẳng cấp của đặng văn lâm đồng thời các cầu thủ của bình định đang có tâm lý tốt sau chuỗi trận thăng hoa đội chủ sân quy nhơn được kỳ vọng là sẽ giành chiến thắng trước hải phòng fc ở trận đấu tối nay ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên thì cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã đến với bình định khi mà ariano smith bật cao đánh đầu tuy nhiên pha bóng này đã không dẫn đến bàn thắng ít phút sau đến lượt rimario bỏ lỡ cơ hội 10-10 khi pha đánh đầu của anh lại đi ra ngoài Hiệp 1 còn chứng kiến rất nhiều những pha bóng vô duyên của hàng công đôi bên. Phút thứ 35, bóng lần đầu tiên được đưa vào lưới của Bình Định, thế nhưng Rimario đã rơi vào thế việt vị. Trận đấu này, Bình Định chịu thiệt thòi vì Jemilin không thể ra sân do án treo giò sau pha va chạm với Duy Mạnh ở vòng đấu trước. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng gây bất ngờ khi cất cả đình trọng ở trên băng ghế dự bị và điều này khiến cho lối chơi của đội chủ nhà khá chật choạc. Họ không có các pha bóng tấn công sắc nét, hiểu ý và mang tính đột biến những tình huống tấn công khá phụ thuộc vào cá nhân Rafael Sơn và dễ dàng bị hóa giải. Trong khi đó thì các vị khách lại thi đấu có đường nét hơn. Moses đóng vai trò dọn dẹp tuyến giữa. Cùng với đó, Rimario và Joseph Empande có sự cơ động lớn khiến cho hàng thủ của Bình Định bị dối. Các cơ hội đã đến với Hải Phòng FC, song các pha dứt điểm của Rimario cùng với các đồng đội thì lại thiếu đi tính chuẩn xác. Bình luận viên ở trên truyền hình đã nói rằng không phải cầu thủ nào đứng trước Đặng Văn Lâm cũng có thể tự tin để tung ra cú dứt điểm chính xác. Và dường như điều này đã đúng khi mà Ri Mario có không ít lần đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm, tuy nhiên những pha dứt điểm của anh đều không thể ghi thành bàn. Bị đánh mất thế trận, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng buộc phải tung đình trọng vào sân ở trong hiệp 1. Điều này giúp cho Bình Định không bị lép vế về mặt thế trận. Sau giờ nghỉ, Nghiêm Xuân Tú và Hà Đức Trinh đã lần lượt được tung vào sân với hy vọng là cải thiện khả năng tấn công. Tuy vậy, thế trận vẫn không thay đổi. Khi cả hai đội đẩy thế trận lên tốc độ cao để tìm kiếm bàn thắng, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Phút 61, cơ hội đến với Hải Phòng khi họ có hai cú sút liên tiếp cực kỳ nguy hiểm sau pha đá phạt góc của Hải Huy. Tuy nhiên, phản xạ dạ của Văn Lâm đã khước từ bàn thắng của đội khách. 4 phút sau đó, Châu Ngọc Quang, người vừa mới được thay vào sân chỉ ít phút trước đó, đã có một tình huống sút xa cực kỳ đẹp mắt nhưng lại không thể đánh bại được Đặng Văn Lâm. Có thể nói là phong độ cực kỳ xuất sắc của Đặng Văn Lâm ở trận đấu này đã cứu thua khá nhiều cho Bình Định. Đây là hiệp đấu mà hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Bình Định cũng có những thời cơ đủ để tạo ra bàn thắng nhưng họ lại bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Trong khoảng 15 phút cuối, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nỗ lực điều chỉnh nhân sự nhằm tạo ra thế trận tấn công thuận lợi hơn. Công bằng mà nói thì đội chủ nhà tạo được sức ép khá lớn về phía khung thành của đội bóng đất cảng. Phút 86, Rimario tăng tốc rất nhanh sau khi cầu thủ của Bình Định mất bóng ở giữa sân. Ariano Smith không còn cách nào khác là buộc phải phạm lỗi với đối phương và đã nhận thẻ đỏ trực tiếp. Rất may là điểm phạm lỗi lại nằm ở sát vòng cấm và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng không phải chịu một quả phạt đền. Trong những phút cuối, tấn tài được sử dụng ở vị trí trung vệ và Nghiêm Xuân Tú đá hậu vệ phải. Tuy hơn người nhưng Hải Phòng FC vẫn không thể tạo nên sự khác biệt khi thời gian còn lại là quá ngắn. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Với một điểm có được thì cả Bình Định lẫn Hải Phòng FC đều bỏ lỡ cơ hội bám đuổi với Hà Nội và khoảng cách giữa họ với đội bóng thủ đô vẫn đang là 4 điểm quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo